A Di Đà Phật, cảm ơn Minh Hoàng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và con xin kính chào quý chư tôn thiền đức, tăng ni, quang lâm chứng minh. Con xin kính chào lão cư sĩ Du Âm. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể chư vị đồng tu ở nhiều nơi trên thế giới đang tham gia vào buổi Zoom trực tuyến ngày hôm nay. Và để bắt đầu cho chương trình như thường lệ, chúng con xin kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, lão cư sĩ Du Âm cùng đại chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Chúng con cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Du Âm khởi niệm Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật. Là kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Kính thưa lão cư sĩ Du Âm, kính thưa toàn thể đại chúng. Phật pháp thật sự là bất khả tư nghị. Pháp hộ niệm thật sự là bất khả tư nghị. Sự hướng dẫn, chỉ điểm, bao dung của quý chư tôn thiền đức tăng ni, của lão cư sĩ Du Âm thật sự là bất khả tư nghị. Sự thực hành đúng lý đúng pháp của các ban hộ niệm ở khắp mọi nơi trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam thật sự là bất khả tư nghị. Liên tục những tin tức hộ niệm vãng sanh được gửi về cho ban tổ chức chúng con và chúng con thật vô cùng là xúc động. Các ban hộ niệm tiễn đưa người lâm chung vãng sanh để lại những hiện tượng thoại tướng vô cùng tốt đẹp, chứng minh cho sự thành tựu giải thoát. Chúng con ngày càng vững vàng niềm tin vào pháp môn hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà chư Phật, chư Tổ sư Đại Đức, lão cư sĩ Du Âm đã tuyển trạch cho hàng phàm phu tội chướng sâu dày như chúng con. Dạ, để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay thì con xin phép được đọc một cái tin vui vãng sanh rất là mới, vô cùng là mới mẻ. Thì xin Minh Hoàng có thể đưa lên để cho đại chúng cùng được... vâng, ca hộ niệm thứ nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào chư tôn thiền đức tăng ni. Con xin kính chào lão cư sĩ Du Âm. Con xin kính chào tất cả các cụ, các ông bà, các cha má, các chư liên hữu đồng tu đang có mặt trên đường Zoom trực tuyến. Ngày hôm qua, thứ năm, mùng 8 tháng 7 năm 2021, đạo tràng Đan Phượng Minh Thành chúng con có duyên được hộ niệm cho cụ Nguyễn Thị Trịnh. Xin Minh Hoàng có thể có hình ảnh của cụ Nguyễn Thị Trịnh. Pháp danh Diệu Thịnh, 100 tuổi. Sau 12 tiếng đồng hồ niệm Phật không gián đoạn, cụ đã ra đi để lại thoại tướng bất khả tư nghị. Da rẻ tươi hồng, chân tay mềm mại, miệng mỉm cười, môi đỏ hồng. Cụ Trịnh là một người rất hiền lành. Cụ bị hai chân rất yếu, không đi được nữa và luôn đau nhức. Gia đình thì nghèo, các con vất vả. Sự chăm sóc cho cụ rất là thiếu thốn. Cách đây hơn một năm, chúng con có đến nhận ca và hộ niệm cho cụ. Khi hướng dẫn, cụ biết được con đường niệm Phật, A-di-đà Phật, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cụ mừng lắm. Chúng con hướng dẫn, sau cụ làm vậy, cụ rất cung kính, luôn luôn chắp tay để niệm Phật lạy Phật. Cụ nói, con ở đây khổ lắm rồi, xin Đức Phật A-di-đà cho con về Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Thế rồi được một thời gian gia đình dừng hộ niệm, chúng con thương cụ lắm, cũng không biết làm sao được. Cho đến hôm nay may mắn cho cụ, thiện căn phước đức của cụ quá lớn. Trước giờ phút lâm chung, gia đình lại gọi điện mời chúng con. Chúng con đã kịp thời đến hộ niệm cho cụ, sau hơn một giờ đồng hồ, cụ rất yếu ớt. Với tấm lòng chân thành tha thiết,
những lời hướng dẫn chân tình của cư sĩ Minh Thành cùng ban hộ niệm. Tiếng niệm Phật thật là mãnh liệt, thôi thúc khơi dậy câu Phật hiệu cho cụ, và cụ đã nhếch môi niệm Phật theo chúng con. Cụ đã ra đi trong tiếng niệm Phật của đạo tràng. Sau 12 giờ đồng hồ, chúng con thăm thân, toàn thân lạnh và mềm như bún. Môi của cụ hồng, cụ cười rất tươi. Gia đình con cháu vui mừng. Chúng con niệm tiếp niệm Phật thêm cho cụ 2 tiếng nữa là 14 tiếng. Sau đó giao trả cho gia đình và gia đình lại niệm Phật tiếp tục thêm cho cụ 6 tiếng nữa. Pháp hộ niệm vi diệu quá, pháp hộ niệm tuyệt vời quá. Pháp hộ niệm đi đến đâu, ở đó có hiện tượng người vãng sanh. Chúng con thành tâm cảm niệm tri ân công đức của quý thầy, lão cư sĩ Diệu Âm cùng các cụ, các ông bà, các cha má trên đường Dung đã hết lòng cùng với chúng con hộ niệm cho cụ, cầu nguyện cho cụ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con nhất định sẽ cùng nhau đoàn kết, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau lan tỏa pháp môn hộ niệm này để mong sao cứu được nhiều người hữu duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của ban hộ niệm Minh Thành. Một ca hộ niệm thật sự là vô cùng là tuyệt vời.